Kính thưa bà con cô bác xa gần, tiếp tục theo hồi ký của tác giả Hầu Ngọc Bảo. Ông kể lại trên đoạn đường đi vượt biên bằng đường bộ qua ngã Đắc Tô Tân Cảnh, ngày thứ 13 sau khi vượt sông Pô Cô, và đây là trích đọc đoạn kế tiếp đi vào ngõ tối. Xin mời quý vị bà con cô bác mình cùng nghe. Kể từ ngày thứ 10, tôi đã bắt đầu có nhiều băn khoăn. Hương tuy bụng mang dạ chữa, nhưng cứ lầm lũi đi theo mà không gây ra bất cứ trở ngại nào cho đoàn. Có lẽ nhờ tập đi bộ theo chồng bắn quần áo cũ hết ngày này qua ngày nọ thành quen. Nhưng thỉnh thoảng nhìn xuống chân Hương, tôi đã thấy dấu hiệu khác thường. Hai chân đã có dấu sưng như người bị thủng, và lại nữa, lương thực đã gần cạn. Mặc dầu đã rất hạn chế, tôi biết nếu không có phép lạ, như tìm được thêm lương thực, không thể tiếp tục cuộc hành trình với tất cả mọi người. Không sớm thì muộn, tôi phải có một quyết định. Ngày 14, tôi nhớ một cử chỉ rất cao cả của vợ tôi trong giai đoạn này. Tối hôm đó, chúng tôi cũng áp dụng thủ tục chia cơm như mọi ngày. Ăn hết tour thứ nhất, khi sang tour thứ hai, tôi đang ăn dở chén thứ hai. Đột nhiên tôi thấy vợ tôi chìa cái chén của mình xách cái chén của tôi rồi xách nửa phần cơm của mình sang chén tôi. Rồi quay sang phía Nam Phương xách nốt nửa còn lại. Đó là khoảng thời gian tất cả chúng tôi ai cũng đều thấy đói. Nhất là Hương vừa nuôi mình vừa nuôi cái bào thai. Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng không kịp suy nghĩ gì cứ điềm nhiên ăn hết. Thú thật, trong suốt chuyến đi, tôi chưa hề nghĩ phải san sẻ cho ai. Tôi nhớ sau đó, khi tỉnh lại, tôi biện minh cho mình với lý lẽ sau. Tôi phải bảo vệ sức khỏe mình vì thật ra tôi là người lãnh đạo, mặc nhiên của cả nhóm. Sức khỏe tôi phải tốt và tinh thần tôi phải minh mẫn để đối phó với tình thế. Thật ra, cũng có một phần nào là sự thật. Vợ con tôi phải nương vào tôi mà sống. Tôi thân với Vinh và tôi thân với Tân, vừa là bạn vừa là bà con. Nhưng Vinh và Tân chưa quen biết nhau lâu. Do đó tôi là nhân tố, cốt cách của cả nhóm. Đã một thời gian dài chung sống đầy gian khổ. Và trong những ngày gần đây, bán mạng theo chồng phiêu lưu mà không nửa lời than vãn. Chuyện để Hương ở lại để tôi tiếp tục đi với hai bạn là điều tôi không thể làm được. Nhưng làm sao tiếp tục đi tới trong hoàn cảnh này? Mặc dù trong toán chưa có ai đặt vấn đề, nhưng tôi đã thấy khó khăn trước mắt. Có phải vì thuốc tốt hay không? Nhưng trong mười mấy ngày ròng rã trèo đèo vượt suối, té lên té xuống, không biết bao nhiêu lần, cái thai vẫn không hề hấn gì. Đó cũng là một điều cực kỳ may mắn cho chúng tôi. Thứ hai, chưa có ai bị trầy trụa gì lớn. Chứ nếu có vết thương chảy máu thì làm sao đi? Chúng tôi chỉ còn rất ít gạo. Cho dù chúng tôi đã đến đất Lào, tôi vẫn phải tìm một giải pháp cho riêng vợ chồng chúng tôi. Có lẽ độ chừng ngày thứ 13, nhưng một lúc nghỉ ngơi tôi nói với hai bạn. Cứ như thế này mình không thể đi tiếp được nữa. Giờ chồng tao sẽ mò ra đường hoặc làng mạc để hy vọng có thể tìm lương thực. Nếu may mắn mà tụi tao quơ cào được chút đỉnh thì tụi mình sẽ nghỉ ngơi vài ngày cho Hương lấy sức rồi sẽ đi tiếp. Nếu trụi có bề nào thì chỉ tụi tao bị, tụi bay sẽ đi tiếp. Đây là một thực tế rành rành, không ai phủ nhận được. Cho nên mọi người không ai lên tiếng, mặc nhiên chấp nhận. Từ những ngày mới khởi đầu, chúng tôi ai nấy đều thấy một dãy núi cao ngất, sừng sững tới tận mây xanh như một bức tường thành nằm chắn ngang hướng Tây. Không ai nói ra, nhưng tôi chắc trong lòng mọi người đều không mấy phấn khởi. Một ý nghĩ thoáng nhanh trong đầu tôi, đây mới là Trường Xanh núi đỏ bí ẩn theo trí tưởng tượng của tôi thời còn nhỏ. Đến ngày 15 của cuộc phiêu lưu thì nó dựng đứng ở ngay trước mặt. Giữa trưa ngày thứ 16 thì chúng tôi tấn công ngọn núi này. Chúng tôi e dè không dám leo thẳng lên mà quyết định leo xeo xéo. Đây là một sai lầm lớn mà phần lỗi thuộc về tôi. Đây là một trong những đoạn đường khó đi, không phải vì leo vì dốc. Chúng tôi leo quen rồi,
nhưng vì chúng tôi gặp một trở ngại mà cho đến lúc đó chúng tôi chưa từng biết tới. Tôi tạm gọi nó là Le. Trên đường đi, chúng tôi đã gặp không biết cơ man nào là Trừng Le, và mỗi lần gặp nó, chúng tôi rất mừng vì nhiều lý do. Trừng Le sạch sẽ dễ đi, lại ít có gai, thân cây thẳng thốn dễ lách. Nhưng Le trên dãy núi này khác, không hiểu do địa chất hay khí hậu hay giống lạ, mà Le trên này thân rất dài, mềm, bò lên trên cây, trên gai và thân xà xuống cong vòng từng bó như dây leo chắn lối đi. Chúng tôi không thể uốn người như con rắn để lách qua được. Nó lại không mềm như dây để mình vạch đi, cũng không đủ cứng để mình chặt. Vả lại chúng có rất nhiều chặt sao cho hết. Ngày hôm đó có khi chúng tôi vừa phải đi vòng quanh, khi có thể được, có khi phải bò, tốn rất nhiều thời giờ và sức lực. Cứ như thế cho đến tối chúng tôi vẫn chưa leo tới đỉnh. Chúng tôi dừng lại hạ trại rất trễ. Phần vì không thấy đàn nữa, phần vì sợ cọp chụp. Chúng tôi đành dừng lại, không có cả thời giờ tìm được địa điểm bằng phẳng có nước, đành phải dùng số nước dự trữ. Ăn uống xong, ai cũng lo đi ngủ sớm vì quá mệt. Có ai đã từng ngủ mà nằm ở thế đất dốc mới biết, nằm ngang thì nó lăn xuống, nằm thẳng thì nó cứ tụt xuống, lại phải bò lên. Nếu không lạnh thì kệ cha nó, tụt đâu thì tụt. Nhưng đằng này hãy tụt xuống chút nào mình lại xa lửa chút đó, lạnh buốt không cách gì ngủ nổi. Tôi phải dậy đánh liều đi tìm một khúc cây to cỡ bắp vế, dài chừng 4 thước, gác khúc cây đó ngang 2 gốc cây ở bên dưới. Tôi và vợ tôi nằm chống cặp chân vào đó, không bị chùi xuống, nhưng đâu dậy ngủ với tư thế đó. Kìa là những người bao năm qua đi xây tự do. Họ vượt núi băng rừng, ngủ treo leo ngang sườn đèo. Rồi tôi cũng chìm được vào một giấc ngủ khá sâu, và đêm đó tôi mơ. Tôi thấy tôi gặp lại người bạn thân thời còn ở trung học, anh Minh. Chúng tôi dẫn nhau đi chơi như mỗi lần gặp nhau. Chúng tôi rủ nhau ăn sáng, cà phê, cà pháo, dạo phố chơi, ngắm gái, ăn trưa, coi phim. Nhưng cuối giấc mơ tôi thấy cộng sản bắt anh Minh, chúng đóng một cây đinh 10 vào đầu anh lúc cán. Ngày 17 tôi tỉnh dậy thấy trong lòng bất an, rõ ràng tiền kiết hậu hôn. Chúng tôi lại chuẩn bị lên đường, lên theo đúng nghĩa lên của nó. Chừng nửa buổi thì chúng tôi tới được đỉnh núi. Lên đã gian nan mà xuống cũng không dễ gì. Chúng tôi gặp phải cái khe, hai bên vách gần như dựng đứng. Không thể nào men theo vết núi mà đi được. Chúng tôi đành theo khe leo xuống dần. Khe len lỏi dưới tàn cây rậm rạp. Nước không nhiều nhưng khá dốc. Đá đóng rêu trơn như mỡ. Khi bám đi thì rất dễ bị trượt té. Nhất là hơn té lịch bịch. Khi gặp những chỗ có thể tuột dốc thì lại xuống. Ngồi bệt xuống, hai chân duỗi thẳng ra trước, hất nhẹ là tự động tuột bù xuống. Cũng thấy vui vui. Chúng tôi cũng đâm trở nên trẻ thơ, cười đùa hỉ hả với trò chơi cầu tuột đó. Tôi thấy vui vui khi gặp được khe nước này. Trên đỉnh núi chót vót, giữa mùa khô mà vẫn có nước chảy. Lúc nhỏ học địa lý biết là sông được tạo nên bởi hàng trăm suối nhỏ từ rừng sâu núi cao tụ lại. Nhưng nay mới thấy được tận mắt. Nước chảy từ những nơi cao cả. Ra biển khơi, nước hóa thành mây. Mây bay, gió thổi vào đây. Thành mưa rơi xuống tưới cây trong rừng. Muôn đó hoa tưng bừng đua nở, muôn côn trùng hấn hở xanh xôi. Mưa rồi nhuần thấm núi đồi, lọc qua các đá tuôn ngòi suối trong. Có phải cảnh đề đoạn tuyệt của Khái Hưng? Dưới chân núi trải dài trước mắt là một vùng đất khá rộng và bằng phẳng. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy được không gian sau hơn nửa tháng. Lòng thấy vui mừng. Phóng tầm mắt nhìn kỹ, chúng tôi thấy có một vệt mờ rất nhỏ màu gạch rất xa. Chúng tôi nghi nghi, càng xuống dần chúng tôi càng xác định, đó là một con đường. Chúng tôi vui mừng không xiết, chúng tôi trở lại với sự sống, chúng tôi trở lại với thế giới con người, chứ không phải chỉ làm bạn toàn là cây cối gai gốc. Có dịp xa cách xã hội con người mới thấy nó cần thiết với mình biết chừng nào. Đầu chừng khoảng đứng bóng, chúng tôi xuống tới chân núi.
Ngay dưới chân núi chúng tôi lại gặp một làng bỏ hoang, nhưng chỉ thấy được một cây sung. Chúng tôi cũng ráng nuốt người mấy trái chấm với mật ong. Tôi thấy một xúc gỗ rất lớn nằm sát chân núi. Tôi đoán là của dân làm rừng vì dấu bánh xe ăn hằn sâu xuống đất vẫn còn đó, mà tôi đoán là xe be. Chúng tôi đều vui mừng, nghĩ chắc đã đến Lào, và có đường tức là có sự sống, sẽ có thể tìm được thức ăn. Chúng tôi ai cũng nghĩ người Lào hiền lành, không đáng sợ như các ông Thành và ông Dưỡng. Bây giờ người Lào gần như là một ám ảnh đối với chúng tôi. Sau hơn một ngày vật lộn với dãy núi cao, đoạn đường trước mắt đối với chúng tôi như một cuộc du ngoạn bằng phẳng không gai góc. Chúng tôi theo đường xe be, chúng tôi đi phom phom, suốt mười mấy ngày liền hết leo lên rồi lại trèo xuống, chui rút trong bụi trong bờ, bữa nay được đi trên đường bằng. Tôi cảm thấy có hơi người và thấy phấn khởi. Đi được một đội tôi nghĩ đi như thế thì sướng thiệt. Nhưng nghĩ lại mình đã gian nan tránh đường mòn mười mấy ngày, không lẽ bây giờ đã gần tới đích mà lại buông thả. Trũi bề nào thì uổng quá, bèn tách vào bụi bờ trở lại. Chúng tôi gặp một cái trảng mọc toàn một loại cây giống như cây mía. Không biết cây gì chúng tôi đặt đại cho nó là tên mía Lào. Trên đường từ Hồ Nai xuống Bình Dương tôi thấy lác đác có một số cây này. Cây này mọc rất dày, lá lại cứng và bén còn hơn lá mía, cắt tay cắt mặt chúng tôi, quyện với mồ hôi làm chúng tôi vừa bị rát và ngứa rất khó chịu. Vì cây mọc quá dày, không một chút gió nào lọt vô được làm chúng tôi bị ngột quá. Nhưng tất cả những điều đó không đủ làm cho tôi sằng lòng. Điều làm tôi sợ nhất là bị quay như heo. Trên đường chúng tôi đã thấy lác đác một số tàn lửa bay đó đây. Có lẽ do dân mới định cư hay của làng thượng nào đó đốt rừng chuẩn bị mùa rỉ tới. Tôi nghĩ nếu rủi ro một cái tàn này mà rơi vào đây và bắt lửa thì chúng tôi chắc chắn sẽ bị thiêu như chuột lột vì không cách gì chạy kịp. Tôi nghĩ thà bị bắt còn hơn là làm heo quay. Chúng tôi tìm cách thoát ra khỏi vùng đó bằng cách rẽ sang phải. Chúng tôi lại gặp con đường lúc ban nãy. Có lẽ một phần chúng tôi đã quá mệt mỏi. Một phần tự lừa dối mình là đang ở đất Lào hiền hòa. Cho nên, lần đầu tiên chúng tôi theo đường mòn. Tuy cố gắng cảnh giác hơn, bước đi nghe nhẹ tên, lại thêm hành trang chả còn gì, lại có cảm giác trở lại với thế giới con người. Tôi cảm thấy mình khỏe hơn rất nhiều. Đến chiều thì chúng tôi tới đường lớn, cái vạch mờ mà lúc ở sườn núi chúng tôi đã thấy. Nhìn trước, nhìn sau, phải trái. Xa tích tắp không thấy một dấu hiệu nào là có làng mạc trễ bái gì. Đây là một địa phương vẫn hoàn toàn hoang vu. Tuy đã tự nhủ trong lòng là đi tìm thức ăn, nhưng khi không thấy có hy vọng gì, tôi hành động một cách rất lạ lùng. Không đắn đo, không suy nghĩ, không do dự. Tôi ra bãi, ra bìa đường, lấn ngồi nghỉ, coi như khách nhàn du vậy. Các bạn tôi núp cách đó mấy thước cũng không nói gì. Có một vài xe bộ đội chạy qua nhưng không ai để ý đến chúng tôi. Tôi thấy bên kia về hướng Tây cách đường chừng vài chục thước một ống dẫn dầu thật lớn. Đường kính khoảng trên 2 tấc. Ống dầu to lớn nằm chình ịch trên mặt đất như thách thức, khiến tôi lại thêm tin tưởng là mình đang ở trên đất Lào thiệt. Tôi nghĩ việc cộng làm ống dẫn dầu bên phía Lào để tránh bị không quân mình phá. Xa xa về phía Tây là những dãy núi cao. Gió chiều hiu hiu thổi như ru hồn tôi. Vinh và Tân ngồi núp ở phía trong cách chúng tôi chừng 4-5 thước. Chúng tôi nhìn thấy rất rõ. Tôi quay lại vui vẻ vẫy tay chào hai bạn. Chúng tôi thờ thới ngồi ở đó hồi lâu, chẳng nghĩ ngợi, chẳng lo sợ, đầu óc trống rỗng. Một lúc sau thì có hai người dáng dấp không phải người Kinh. Một cỡ trên 20 mấy tuổi, một cỡ 17-18 tuổi. Đang đi trên đường đều mang súng, tiến về hướng chúng tôi, không có vẻ gì thù nghịch. Tôi nghĩ nếu là con cháu ông Duẩn thì chúng đã nhào đến túm cổ chúng tôi rồi. Tôi chắc mẩm đây là hai anh Lào rồi. Tôi bèn hỏi lớn bằng tiếng Pháp, có phải họ là người Lào không? Tôi không biết họ có biết chúng tôi nói gì không, nhưng tôi nghe rõ ràng họ lặp lại. Lào, Lào! Tôi nghĩ chắc họ nhận họ là người Lào.
Tôi mừng quá đến bắt tay họ, họ cũng vui vẻ chìa tay cho tôi bắt. Bắt tay xong thì người Lào lớn tuổi chỉ súng vào người tôi và nói bằng tiếng Việt. Gặp bộ đội thì phải theo bộ đội. Chú bộ đội trẻ quay mặt nơi khác cười, có vẻ nửa thương hại, nửa bất nhẫn, thiệt dễ thương. 03 năm dạy 1 giờ. Nghĩ kỹ lại, cái dạy đó đã cứu sống gia đình tôi để còn có cơ hội khác. Chúng tôi đi theo họ, ý thức được rõ ràng đây là đoạn kết của một cuộc phiêu lưu và cuộc sống của chúng tôi không còn nằm trong tay chúng tôi nữa. Bây giờ thì tôi biết họ là hai du kích thượng. Chúng tôi lưỡng thưởng đi theo họ. Họ chả hối thúc cũng chả quát nạt gì, hiền khô. Đi được một đổi tôi nổ máu ngang nói với họ. Chúng tôi mệt quá, chúng tôi nghỉ một chút. Nói xong không chờ họ đồng ý hay không, vợ chồng tôi nằm ngay ra đó, giữa đường. Tôi nhắm mắt nghĩ, hai anh bộ đội cũng cầm súng kiên nhẫn đứng chờ. Tôi nhớ tôi nhắm mắt khá lâu, khi tỉnh dậy tôi quay sang hỏi Hương. Em có buồn không? Tôi có cảm giác như đất dưới lưng mình rung rinh khi nghe câu trả lời tỉnh khô dịu dàng của Hương. Anh ở đâu em ở đó mà buồn gì? Bây giờ thì anh du kích lớn tuổi hơn nhất chúng tôi. Đi đi, gặp bộ đội thì phải theo bộ đội. Anh nhỏ quay mặt đi nơi khác và cũng cười như ban nãy. Thật dễ thương. Đi được chừng độ nửa giờ nữa thì bên tay trái hiện lên mấy căn nhà lợp tranh vách nẹp tre mới cất. Đó sẽ là nơi ở của vợ chồng tôi trong mấy ngày sắp tới. Một đồn công an xa thầy. Tôi nhớ ngày này là ngày 22 tháng 12 âm lịch năm 1975. Cây đinh 10 ngập lục cán. Đến ngày thứ năm, anh công an lớn tuổi kêu tôi lên văn phòng, nhìn tôi với ánh mắt hơi tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ kế ghế trước mặt anh cho tôi ngồi, nói ngắn gọn. Ngày mai tôi sẽ đưa anh chị đi, anh tắm rửa đi. Tôi hỏi anh, số phận chúng tôi như thế nào? Anh không trả lời thẳng, chỉ tay vào mấy tờ giấy trước mặt và nói vắn tắt. Tôi đã có đề nghị ở trong này. Anh nói gì thì mặt anh, tôi cũng chả thèm tắm. Sáng ngày 28 Tết, chúng tôi được lệnh đi. Trời trong xanh và không khí mát lạnh của miền Tây Nguyên, gợi lại không khí Tết của những ngày xưa, với lời bài hát khi tôi còn mày trong quân ở vùng này. Nhìn dòng thời gian vừa thêm một xuân tươi sáng trong ngần, gió lướt áng mây trên ngàn muôn sắc huy hoàng. Lòng người gặp xuân nở theo ngàn hoa lạ lướt rập rờn cánh bướm dẫn hoa trên ngàn xuân phô ánh vàng. Ánh xuân như khuyến lòng mời gọi thiếu nhi đắm say một hoài bão mênh mông. Gió xuân khơi chí hồng, hòa nhịp đầu xuân, trái tim nhẹ rung với xuân hồng. Màu xuân thắm trời vẻ đẹp tuyệt vời, hồng ta sáng ngời gầy dựng cuộc đời. Bên nhau thiết tha là lúc vui say. Đây hồng xuân mới nhịp nhàng, ngàn lời tâm hồn phơi phới, đường trường mỉm cười, dấn thân hy sinh miễn ca khúc xuân tươi. Anh công an trẻ dẫn chúng tôi lên xe, trên đó đã có sẵn một số người, xe môi trần, chợ đồ đạc lung tung. Chúng tôi ngồi xen kẽ với mấy thứ đó, tôi cố gắng nhìn phố thị xa thầy, chỉ mới lèo tèo vài căn nhà tranh. Vách cũng bằng nẹp tre. Tôi thấy bên kia đường về, hướng Tây có một ngôi nhà có bề ngang. Mấy người từ đó đi ra trên tay có cầm đồ. Tôi nghĩ đây chắc là cửa hàng bách hóa và bà con đang sắm Tết. Ý nghĩ tôi chưa dứt thì tôi chợt thấy bên đường một cô gái chừng 17-18 tuổi, để tóc dài, mặc quần bà ba đen và áo sơ mi trắng còn mới. Có lẽ đây là bộ đồ Tết của cô, đi thong thả về hướng xe. Tôi nhìn kỹ và thấy cô có vẻ đẹp thanh thoát lắm, nét đẹp của những cô gái học sinh. Trong phút giây tôi thấy hình như xa thầy chỉ có bấy nhiêu. Tôi tự hỏi làm sao ở chỗ rừng rú này mà lại có một cô gái đẹp như thế kia. Bên cạnh chúng tôi là hai thanh niên trẻ, chừng đôi mươi. Một người da còn tốt, một người da xanh mướt, chắc bị sốt rét, và một anh bộ đội. Hai anh thanh niên thỉnh thoảng liếc nhìn vợ chồng chúng tôi rồi một anh hỏi tôi. Anh chị đi đâu vậy? Không hiểu sao lúc đó tôi lại nói dối họ. Chúng tôi đi làm ăn. Họ làm thinh không nói gì, nhưng tôi nghĩ lại. Nói dối họ làm gì tôi bèn nói với họ. Chúng tôi đi trốn, bị bắt. Họ cùng mỉm cười hiền lành, nói ngay.
Khi tụi em thấy anh chị là tụi em biết liền, ở đây họ bắt được nhiều người như anh chị rồi. Thảo nào hay anh du kích chẳng nói ngay, gặp bộ đội thì phải theo bộ đội. Hóa ra họ có kinh nghiệm nhiều rồi, có lẽ chuyến đi trong ngày của họ là cũng để tìm bắt những người như chúng tôi. Hai anh bèn lấy trong thùng của mình mỗi anh một phong lương khô và đưa cho vợ tôi cũng là cho cháu làm quà. Tôi hỏi chuyện biết hai anh là thầy giáo, quê ở thị trấn Công Tâm, hôm nay được phép về Tết. Tôi chắc lương khô là tiêu chuẩn Tết của họ. Chúng tôi xé một phong ra ăn, đường rất bụi nhưng mặc kệ, cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Hương vị ngọt ngào của lương khô thừa cặn của đế quốc đầu sọ truyền kiếp Tàu làm tôi cảm thấy sướng rơn nhẹ tên, tâm hồn lâng lâng. Rồi tôi hoảng vía chợt phát hiện ra mình đang từ từ bay bổng lên. Tôi vội vã chụp cẳng anh bộ đội bên cạnh. Anh chỉ vừa kịp địch thì cũng vừa phát hiện cái cẳng của mình đang bị tôi lôi chổng lên trời. Vội vàng La Chí Minh, Lê Duẩn, La Đảng và rồi cuối cùng phải chụp ôm bao khoai mì tươi. Trên đường, đường đất chẳng ai ngó ngàng gì đến chúng tôi. Đây là đường nào? Có phải là đường 512 không? Nơi có địa danh Ben Hat nổi tiếng. Tại sao thanh niên Việt Nam, tinh hoa của thời đại, lại phải phơi thay nơi đây? Họ đến đây để cùng góp tay sản xuất cái gì? Họ xây dựng cái gì cho đất nước? Họ vui thú cái gì ở chỗ đèo heo hút gió đó? Có phải họ đến đây để góp tay xây đền thờ cho hai đức Trưng Đức Triệu? Có phải họ đến đây để tăng gia sản xuất, làm cho đất nước mau giàu mạnh, chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với tên đế quốc truyền kiếp Tàu chăng? Nhưng không phải, thanh niên Việt Nam, Nam cũng như Bắc, cũng như Trung đến đó để chết. Những cái chết đó mang lại lợi ích gì cho dân ta? Giành lại được bao nhiêu đất đai đã mất về tay người Tàu? Có chiếm lại được đảo Hải Nam không? Có làm cho dân ta hy vọng theo kịp các cường quốc trên thế giới, như bài học địa lý tôi đã học được từ năm lớp 3. Chừng nửa buổi xe vượt qua một cái núi, con đường được xẻ như một cái khe, hai bên vách đá cao. Đến đỉnh núi, bên mé trái đường, tôi thấy một cái hầm. Trên có nắp đậy, nắp được chống lên, cách mặt đất chừng 3-4 tấc, quay về hướng Đắc Tô Tân Cảnh. Tôi chắc khoảng trống của nắp hầm có thể trí một khẩu Trung Liên hoặc Đại Liên, đề phòng quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ hướng Tân Cảnh đánh lên. Nhưng sau 1972, Đắc Tô Tân Cảnh đâu còn nữa. Quân ta đã lui tốt về Nam đến tận Võ Định. Thế mà họ vẫn còn để cái hầm đó, phục cái óc cảnh giác cao độ của họ. Tài trí đó nếu mà được dùng để bảo vệ tổ quốc thì hay biết mấy. Nhưng hỡi ơi, nó lại được dùng để mang Marxist Leninist Mao Trạch Đích đi tẩm khắp mọi miền đất nước, làm tiền đồng cho bọn đế quốc truyền kiếp của dân tộc. Tệ hại hơn thế nữa là tài trí đó còn được dùng để mở rộng đế quốc Tàu, dân biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa cho đế quốc Tàu. Trước đây ta chỉ bị đe dọa từ hướng Bắc, nay dưới thời ông Chí Minh, Lê Duẩn thì lại thêm suốt chiều dài của mặt Đông. Ui! Chừng đứng bóng thì đến Tân Cảnh. Khi xe đậu bến, anh công an trẻ bây giờ mới thấy anh, đến nói với chúng tôi bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng lễ độ. Anh chỉ có thể đi kiếm hàng quán gì ăn. Nói đến đây, anh hơi ngập ngừng rồi anh nói tiếp. Đừng đi đâu nha. Tôi nghĩ ý anh muốn nói chúng tôi đừng bỏ trốn, nhưng có lẽ anh cũng ngại. Nhưng tìm chữ khác thì chưa ra. Chúng tôi còn ít tiền quá, ngại không dám vào quán. Chỉ mua cho Nam Phương một ổ bánh mì thịt nhỏ. Bảo, bánh, bảo. Nghĩ lại, hai anh công an ở xa thầy đều hiền lành lương thiện. Thấy cũng phải, nếu họ có gốc hoặc lanh lợi, họ đã chẳng bị đẩy lên nơi khỉ ho cò ghế này. Phần trích đoạn đi vào ngõ tối đến đây đã chấm dứt. Xin mời bà con cô bác mình nghe tiếp. Cắt thịt nuôi chồng con.